Năm không. Đây không thể là năm được, mà đây nó là nửa miếng. Một, hai, ba, bốn, bốn rưỡi. Một, hai, ba, bốn, bốn rưỡi. Cái này là nửa miếng. Thế nửa miếng đi đâu nhỉ? Hay là nó cắt bé quá là mình lỡ ăn một miếng mà thành nửa? Mà không, rõ ràng đây còn nửa miếng. Một, hai, ba, bốn. Chết tôi rồi. Đi đâu mất nửa miếng? Cái nhà này là không có tôn ti trật tự gì cả. Năm miếng giò mà bây giờ mất nửa miếng là sao? Hả? À, học rồi, học rồi. Kẻ ăn người ở cái nhà này đâu? Hả? À, kẻ ăn người ở đâu? Một, hai, ba, bốn. Bốn rưỡi. Mất nửa miếng. Chúng mày đâu? Làm cái gì mà cứ học lên thế hả? Hay là bởi vì là đêm qua là không được đến nơi đến chốn nên là ông mới học lên? Chiệp cái gì mà chiệp? Thì... ông rời là thương chúng tôi đấy. Phận đàn bà phụ nữ, một tháng có 30 ngày, cùng lắm là 31 ngày, thì cũng phải có vài ngày để cho chị em chúng tôi nghỉ ngơi ăn dưỡng chứ. Chứ không phải lúc nào mà cũng đòi hỏi được đâu. Mệt lắm. Khổ quá chứ lị. Bà nói nhỏ nhỏ thôi. Tôi không nói nhỏ được. Tôi nói to nó quen rồi. Nhưng mà... mà làm cái gì mà cứ sáng sớm mà cứ học lên thì chả để cho anh ngủ thế à? Bà nói to là tôi bị đau tim. Bà nói xong chưa để tôi nói là... rồi. Đấy. Tôi biết. Nhà nó phải có nóc. Mà bà là cái nóc của cái nhà này. Thế nhưng mà đây. Bà nhìn giúp tôi một cái. Nào. Nóc nhìn giúp anh một cái. Nóc đếm nhá. Một. Hai. Bốn. Ấy. Đây là ba, bốn đâu mà bốn. Gì ba? À, đấy. Bốn. Thế còn đây? Năm. Đây là mấy? Năm. Ui trời ơi, khổ quá. Khổ cái gì? Ông đùa tôi đấy à? Sao? Chứ tôi vừa đếm bốn thì mười miếng nữa thì chả là năm thì là sáu à? Không, mình cứ bình tĩnh. Đây này. Mình nhìn cái miếng này này. Ừ. Nó, sao? Nó bé như này thì có gọi là năm không? Chứ nó không là năm thì nó là mấy? Bốn rưỡi. Ôi giời ơi, để có bốn rưỡi nữa. Thì bốn rưỡi làm sao? Đấy, nhá. Mình thấy không? Bốn rưỡi. Mà rõ ràng hôm qua là có sáu miếng giò. Ừ. Tôi ăn buổi sáng nửa miếng. Ừ. Buổi trưa nửa miếng. Ừ. Buổi tối tôi không ăn. Ừ. Thế mà tôi để lại thì ít ra nó sáu trừ một. Thì nó phải còn năm chứ đúng không? Thì đây chả năm đấy thầy. Không, nhưng mà cái miếng này nó bé như thế này thì nó là nửa miếng. Nó là nửa miếng. Đấy, thế bởi thế tôi mới nói nha. Mình là cái nóc ở cái nhà này, nhưng mà nó dột từ trên dột xuống rồi. Ông bảo ai dột đấy? Tôi là cái nóc ở nhà này thì đúng rồi, nhưng mà ông bảo ai dột? Ý. Cái nhà này có dột thì chỉ có dột từ đầu ông dột xuống thôi nhá. Ông bảo ai dột đấy? Ờ, thế không giọt thì tôi hỏi mình, thế mình có ăn nửa miếng giò của tôi? Ông có tin không? Ấy, ông có tin tôi phi một phát cái này vào mặt ông không? Ấy. Ông nói thế là ý như nào? Ấy. À, thế hóa ra từ nãy giờ ông bảo tới ra đây tôi ngồi đếm giò cho ông. Ấy. Là ý ông bảo là tôi ăn vụng cái miếng giò của ông cái gì? Ấy, không phải. Ấy. Này, nhìn đi. Nhìn thấy chưa? Ấy rồi. Cái mồm như thế này mà ông lại bảo là tôi ăn vụng nửa miếng giò của ông à? Ôi giời. Bởi vì tôi có ăn là tôi phải ăn nguyên một miếng nhá. Tôi ăn cho nó ngập mồm, ngập miệng tôi, cho nó sướng cái mồm tôi chứ việc gì mà tôi phải ăn nửa miếng giò. Bà bảo bà ăn là phải ăn cả miếng. Chả thế thì sao? Một, hai, ba, bốn. Nhưng mà đây nó là bốn rưỡi. Thế thì bà có ăn nửa miếng không? Ông vừa không nghe thấy à? Tôi đã bảo rồi, tôi ăn là tôi phải ăn nguyên một miếng, cho nó đậy cái mồm này, cho nó ngập mồm, ngập miệng vào, cho nó sướng cái mồm,
chứ tôi ăn nửa miếng làm cái gì cho nó phí mồm ra. Ờ, tức là... Nhưng mà đây nó còn 4 miếng rưỡi thì là cái quan trọng là bà có ăn không? Tôi đã bảo là tôi ăn thì tôi sẽ ăn một miếng, chứ tôi không ăn nửa miếng ở kìa. Ừ, thì tức là bà có ăn không? Ôi trời ơi là trời. Cứ bảo làm sao mà người ta bảo ông ngu thì cũng đúng thôi nhá. Nói từ nãy đến giờ mà không hiểu cái vấn đề như thế nào à? Người ta đã bảo là người ta ăn cả miếng, cho nó ngập mồm ngập miệng, cho nó sướng cái lỗ mồm. Đâu cứ phải hỏi đi hỏi lại, rách việc. Thì tôi biết rồi, tôi biết là bà ăn là phải cả miếng thì nó mới ngập mồm ngập miệng, nó mới sướng cái lỗ mồm. Thế nhưng mà quan trọng là bà có ăn không? Tôi bảo là tôi ăn ý. Ờ, bà ăn. Thì tôi sẽ ăn nguyên một miếng. Bà ăn một miếng? Ừ. Chứ tôi sẽ không ăn nửa miếng. Tức là bà không ăn nửa miếng? Ừ. Bởi vì ăn nửa miếng nó không sướng cái mồm. Thì khổ quá. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ừ. Bà ăn là bà phải ăn cả miếng. Ừ. Bà không ăn nửa miếng. Ăn nửa đúng miếng rồi. Nó không sướng cái lỗ mồm. Đúng nhưng rồi. Quan trọng tôi hỏi là bà có ăn cái miếng giò của tôi không? Tao không ăn. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi ôi, mình ơi. Anh xin vợ. Anh biết là vợ nhiều tuổi hơn anh, vợ là nóc cái nhà này, nhưng mà vợ chồng mình lấy nhau đã hẹn với nhau rồi là không được xưng hô mày tao với nhau. Mình xưng như thế, người ăn kẻ ở, nó nhìn thấy, nó nghe thấy, rồi sau này nó cũng mày tao, thế thì có mà lộn tông lộn ti cái nhà này lên hết à. Ai bảo ngu, nói từ nãy giờ không hiểu rồi đi trả thế thì sao? Úi giời, là... Người ta đã bảo là người ta không ăn rồi, người ta chỉ ăn, đã ăn là phải ăn một miếng, nhá, người ta không ăn nửa miếng nó không sướng cái mồm, thì... cứ hỏi đi hỏi lại. Thì biết rồi, thì anh biết là vợ ăn nửa miếng nó không sướng mồm mà vợ ăn cả miếng, thì vì thế anh hỏi là vợ có ăn miếng giò này của anh không? Vợ ăn sao đấy? Ấy, sao đấy? Sao đấy? Kìa vợ, vợ đừng làm anh sợ. Này hỏi thêm một câu nữa nhá. Úi giời. Là bà tọng cả cái này vào mồm ấy nhá, biết chưa? Ôi dồi, tôi không hỏi nữa, không hỏi nữa. Ngu. Thì vấn đề cả phần của thiên hạ. Vấn đề là muốn biết rằng vợ có ăn nữa ấy. Thế bây giờ làm thế nào? Tóm lại là thế nào? Tóm lại là vợ bà thế nào? Trời. Tóm lại là tao bảo là tao không ăn. Mày hỏi lắm thế hả? Mày có tin được tao tọng một phát vào mồm ấy ta? Ôi dồi, lại tao. Ngu. Lại tao rồi. Lại tao. Vợ. Tối đã. Lại tao rồi. Sao mày cứ ngu mãi thế hả? Ủa lại mày rồi. Khổ quá. Vừa nói xong thì bởi vì anh không hiểu là vấn đề. Bây giờ nghe bà nói lại một lần nữa thôi nhá. Ờ. Bà nói lại một lần cuối cùng nhá. Ờ, nhá. Dòng cái tai lên mà nghe đây này. Bỏ. Bà đã bảo là nếu bà có ăn nhá thì bà sẽ ăn nguyên một miếng ở trong này cho nó sướng cái mồm bà. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái mồm duyên của bà chưa? Đúng rồi. Nhá. Chứ bà không bao giờ bà ăn nửa miếng làm gì cho nó phí cái mồm ra. Tức là nhá, đừng có mà hỏi nữa nhá. Bà tọng thẳng vào mồm luôn đấy. Ừ, không hỏi nữa, nhưng mà tóm lại tức là bà không ăn giò của tôi. Không. Tôi chết rồi. Bà thấy không? Bà là cái nóc cái nhà này nhưng nó dột rồi. Bà không ăn, tôi không ăn, thì ai ăn nửa miếng giò của tôi? Ờ nhỉ? Ờ đấy. Ờ thì bây giờ tôi không ăn, ông không ăn. Thì ai ạ? Ai ăn? Hả? Chó mèo thì không được rồi, bởi vì tôi đậy rất kỹ rồi. Tôi để lên cao rồi. Ừ. Không thể có gọi là chó treo mèo đậy rồi. Làm sao có con nào vào đây nó mà vẫn còn nguyên cái nắp? Con sen. Ấy. Chỉ có con sen nó ăn vụng thôi nhá. Ấy. Cái nhà này có tôi với ông. Tôi với ông không ăn thì đích thị là con sen rồi. Ấy. Con sen đâu? Ấy, ấy, ấy. Ra mà hỏi đây. Từ. Bà nghe tôi đã. Con sen có tôi bảo nó cũng chả dám ăn. Ai bảo ông nó không dám ăn? Ôi, tôi biết mà, tôi lạ gì cái tính con này. Tôi bảo nó cũng không dám ăn. Trông cái mặt con này thì nó vừa điêu, nó vừa san thế thôi. Nhưng mà được cái là lòng dạ nó lại tốt. Đấy. Trời nó ơi. Nó lại ấm. Thế à? Ừ. Lòng dạ tốt à? Nó lại ấm. Tôi nói cho ông nghe nhé. Ừ. Hôm rồi đấy, tôi mất cái yếm đấy. Yếm nào nhỉ? Cái yếm đào tôi mới mua, tôi chưa kịp diện nhé. Cái màu hồng hồng này á? Nào tôi đã kịp diện đâu mà ông hỏi là cái màu gì? À. Tôi mới hỏi nó là mày có nhìn thấy cái yếm của bà để đâu không? À. Nó bảo bà ơi bà, con giặt cho bà, con phơi trên cái bờ rào, con chẳng may gió thổi to, nó bay ra ao nó đi mất rồi. À. Thấy chưa? Tại tôi gió chứ. Đứt ruột ra, tôi chưa được diện ngày nào mà nó làm mất cái yếm của tôi rồi. Nhưng mà tôi không cam tâm. Nhá, tôi không tin được cái mặt con đấy nhìn nó gian điêu như thế cơ mà. Tôi mới rình, hôm đang tắm, tôi mới phát hiện ra nó treo cái yếm của tôi ở trên cái bờ rào đấy.
Trời ơi, hóa ra không biết không, nó trộm cái yếm của tôi nó mặc đấy. Trời à, tin làm sao được nó. Ôi, bà thấy không, là nó treo trên cái bờ rào, rồi gió nó thổi bay mất. Đấy là tại gió chứ không phải tại nó đâu. Thế còn bà nhìn thấy cái yếm mà nó để ở cái chỗ mà nó tắm đúng không? Ờ. Thì cái đấy là của nó chứ đâu phải của bà. Nó lấy đâu ra tiền mà nó mua được cái yếm đẹp như thế? Cái đấy là của tôi. Đúng. Nó ăn trộm của tôi. Không phải, nó không ăn trộm của bà. Chẳng qua là tôi nhá, tôi không bắt được tận tay, tôi day tận chán thôi. Chứ tôi bắt được tôi tát lật mặt ra chứ đùa với tôi biết nhá, không nhá. Nó không ăn trộm của bà. Tôi bảo với ông, tôi khẳng định với ông là nó ăn trộm cái yếm đảo của tôi. Cái đấy nhá, là của nó. Cái đấy là của tôi. Khổ quá, tôi biết cái đấy là của nó mà. Ông làm sao mà biết được cái đấy là của tôi kìa? Tôi mua cho nó mà tôi lại không biết là. Mày vừa nói cái gì? Kìa. Mày bảo mày mua cái yếm cho ai? Ấy kìa, kìa. Mày mua yếm cho ai kìa, hả? Kìa. Ôi mình... Ôi giời ơi. Ôi. Này nhá, ôi, tao nói cho cái mặt mày biết ôi, nhá. Ôi. Tao lại cứ tưởng là mày tử tế đàng hoàng. Ôi, ôi. Hóa ra là sau lưng tao nhá. Ấy. Mày tổm tay với con sen đấy đây. Không. Con sen đâu? Ôi giời ơi, con cố nặng mất dậy này. Mày định đè đầu cỡ cổ bà. Mày lên đây mày ngồi đi. Mày lên đây. Con sen đâu? Con sen đâu? Mày đi ra đây. Con cố nặng ra đây, bà hỏi tội mày. Con sen. Ra. Mày. À không. Con mời bà ngồi ạ. Dạ, con rước bà ngồi vào dạ, đây. Dạ không bà ơi, bà ơi. Con rước bà ngồi vào không, đây. Không bà ơi, nếu con làm gì không ngồi. Phải bà. Bà ơi, nếu con làm lạy gì. Bà. Kìa mình. Bà có muốn ngồi lên đầu con không hả bà? À, dạ. Bây giờ bà muốn thế chỗ con đúng không? À, dạ. Con rước bà ngồi lên đầu con. Kìa mình. Không ạ, à, con làm gì có ý đấy ạ à, bà ơi. Ý đấy à? Kìa mình. À. Mày ngồi im. Ấy kìa. Mày mà nói thêm câu nữa tao tọng một phát vào mồm mày luôn nhá. Kìa mình sao lại tao mày. Xích lại gần nhau. Kìa mình. Xích lại gần nhau. Có phải chó đâu mà xích mình. Xích này là bảo là ngồi gần vào. Ngồi gần. Ngồi vào. Ngồi vào. Xích lại. Dạ được chưa? Nắm chặt tay nhau. Ôi. Nắm vào. Nghe khủng kiểu. Nắm. Ôi giời ơi. Khẩn trương lên. Nắm. Đẹp đấy. Dạ đẹp gì ạ? Đẹp đôi. À không ạ. Song hỷ lâm môn. Ấy. Long phượng xung vầy. Ấy. Long phượng lâm trận. À, mà hai đứa mày là ra song thai đấy. À dạ không. Ông muốn ra song thai dạ, không? Con lạy. Hả? Bà cho song thai. À, con lạy bà. Ông muốn ra song thai không? Con lạy bà. Con này. Dạ. Đứng dậy. À, dạ. Đứng. À, dạ. Bà hỏi mày. Vâng. Mày mà không thành thật với bà hôm nay nhá, bà sẽ cạo đầu bôi vôi mày. Bà thả bè trôi sông đi kìa nhá. Vâng ạ. Việc đầu tiên, mày ăn trộm cái yếm của bà có đúng không? À không ạ. Bà ơi, bà nhìn lại đi. Người bà thì thô, với to. Mà người con như thế này làm sao con mặc vừa cái yếm của bà? Ai đó bà ơi, không ai cứu bà nào. Đánh. Mày là cái con người ăn cái ổ nhá. Đúng rồi. Mà mày lại dám chê bôi bà. Mày không tin được mặt. Đúng rồi. Mình đẹp. Mày ngu lắm. Mày ngu lắm. Đánh là đúng rồi. Mày và bà, tuy rằng bà to, vâng. Bà cao, vâng. Mày bé, vâng. Mày nhỏ, nhưng mà cái đấy nó bằng nhau. Cái gì bằng nhau? Vừa bảo cái gì bằng nhau? Tôi bảo là cái yếm nó bằng nhau. Cái mồm. Này nhá, tôi nói cho ông biết nhá. Không sờ không nắn thì làm sao mà biết bằng nhau? Hả? Bạn thấy bằng nhau? Thơ chưa? Chưa. Nắn chưa? Thề không. Ngồi im đấy nhá. Chưa đến lượt nói nhá. Bà hỏi lại mày một lần nữa. Dạ. Mày có lấy yếm của bà không? Bà ơi. Mày nói ngay. Vâng, bà cứ hạ cái. Bà chập mù mắt mày sao vậy? Dạ vâng. Bà con thề. Con thề là cái yếm của bà là con không lấy. Người ta bây giờ cái yếm ai đi mặc lại à? Con chỉ mặc mới thôi. Nghe nó nói gì chưa? Hả? Nó bảo là nó không mặc lại. Đúng rồi. Nó chỉ mặc mới thôi. Đúng rồi. Tiền đâu nó mua? Tiền. Tiền là ông mua cho mày, nhưng mà trừ vào tiền công. Đúng không? Sao ông chứ không bảo ông mua cho con mà. Ui dồi, mày ngu thế mày nhận đi là trừ vào tiền công. Cái gì? Ê, hả? Mày trừ vào tiền công. Mày lấy tiền đâu ra mày mua? Dạ là con trừ vào tiền công của con mua cái yếm mà. Đấy, thấy chưa? Thôi được rồi, bà vạch vôi vào mồm mày nhá. Bà sẽ trừ thẳng vào tiền công của mày, nhớ chưa? Vâng. Đấy là việc đầu tiên. Việc thứ hai đây này.
mày có muốn lên ngồi chỗ bà không? Không ạ. Để bà xuống cho mày ngồi, mày ngồi lên cổ, mày ngồi lên đầu bà đây này. Không ạ. Tao truyền đời báo danh cho mày nhá. Mày chỉ cần có một cái ý gì vớ vẩn với ông thôi nhá, là bà sẽ cạo đầu bôi vôi mày, bà sẽ thả bè trôi sông mày. Mày nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi ạ. Đứng đây. Thằng này đứng lên. Ui rồi. Cái gì? Đứng lên. Ui rồi, sao lại là thằng vậy? Tao nói cho mày biết nhá. Kìa. Đàn ông. Chồng. Mà dám tòm tem sau lưng vợ. Ấy. Hủ hóa sau lưng vợ. Thì chỉ xứng đáng được gọi là mày thôi. Mình kìa vợ. Tao truyền đời báo danh cho mày biết luôn nhá. Ấy. Cứ con này nó có cái gì mới thì mày chết với tao. Bà ơi, thế Tết con không có được mua quần áo mới à? Mua cái gì mà mua? Bà phạt nhá. Thế còn Tết này không mua cái gì cả. Phạt. Thế có thưởng Tết không ạ? Thưởng cái đầu mày. Ngu, thưởng cái gì nữa. Nhưng mà ngu là đúng rồi. Ngu như nhau. Thế mà... nên mới đẹp đôi. Không. Nhưng mà bà ơi, thế còn cái... Cầm mồm. Bây giờ là việc thứ ba này. Là cái gì ạ? Đếm giòa cho bà. Đếm đây. Gãy. Nhưng mà con đâu có biết gãy đâu ạ. Gãy đi. Đúng rồi. Mày làm sao mà gãy được ạ? Gãy cho nó đếm. Hả? Ông gãy cho nó đếm. Thử cái này. Xê ra. Thì xê thì gãy. Để tao gãy. Chúi vào đây. Vâng ạ. 1 ạ. 2 ạ. 3 ạ. 5. Mày có tin tao tọng một phát vào mồm mày không? Không ạ. Con này ngu thật ấy. Thế sao 3 sao phải đến 5 mà thế nào? Đếm lại. 3 là phải đến 4. Ngu. Ngu. Ngu lắm. 1 ạ. Là 2. Là 3. Anh vẫn 5 ạ. Tông môn rồi con này. Ngu thật. Mày có tin tao ụp thẳng cái chõ giò vào đầu mày không? Dạ. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng mày đếm nhá. Lần này mà mày đếm không đúng nữa nhá, tao sẽ chọc mù mắt mày ra. Dạ. Nhá. 4. Mày tự gảy tự đếm đi. Tao mệt rồi. Một ạ. 2. 3. Mày thử đếm 5 xem nào. 4. Mày giỏi mày đếm 5 xem nào. 4. 4 ạ. À, còn không? Nhưng bà vợ ơi, thế còn cái đầu thừa này thì sao ạ? Thì là mấy? Là nửa. Là nửa. Là 4 nửa. 4 nửa, 4 nửa. Bà đã tọng cho vào mồm 4 nửa là thế nào? Con này nó ngu quá kìa. Mày ngu quá chứ không phải là ngu vừa. Rưỡi. Ra 4 rưỡi ạ. 4 rưỡi. À, 4 rưỡi. Bà ơi, con đúng mà bà. Tao nhầm. Thế bây giờ 4 rưỡi miếng đúng không? Đúng rồi. Thế còn cái rưỡi nửa kia đâu? Mày ăn bụng đúng không? Không. Mày ăn bụng đúng không? Không, con đâu ăn nữa bà. Ở cái nhà này có ông với có bà, không mày ăn bụng thì ăn bụng. Bà. Lôn ra. Bà ơi, con nói thật với bà chứ. Giả dụ con có mà ăn thật thì con đã ăn rồi. Nó trôi xuống đây rồi. Thì không thể nào con có thể là cho nó ra bằng cái đường này được. Thì nó chỉ có một cái là ra bằng cái đường. Đường nào? Con không dám nói. Thôi mình để tôi hỏi nó, mình tra nó. Con này mày ngu. Mày không ăn thì mày nói là thằng nô nó ăn. Ngu. Ông bảo đi, ông bảo trước đi. Nó bảo là chắc là thằng nô nó ăn. Thằng nô nó không ăn. Thì mày không ăn đúng không? Vâng. Thì thằng nô ăn. Đúng rồi ạ. Chỉ có con này ăn thôi. Không nha. Con này nó không ăn, thằng nô ăn. Đứng im. Chưa lấy lượt nói. Con này xuống bếp gọi thằng nô lên đây. Khẩn chưa? Dạ. Con xin phép ạ. Ui bênh à? Hả? Bênh nó à? Ui dồi, đâu có bênh. Tôi nói luôn với ông nhá. Ừ. Tôi khẳng định là con này ăn. Được nó chưa? Không ăn, thằng nô. Ông bênh cái gì? Bênh nhau à? Thế tôi bênh thằng nô.
Tôi bảo là thằng nô nó không ăn vụng đấy. Khổ quá. Con sen nó ăn đấy. Không phải con sen ăn mà thằng nô nó ăn. Thằng nô không ăn, con sen ăn. Con... Mà thôi, tí nữa bà để tôi sĩ diện một tí trước mặt người ăn kẻ ở nhá, để tôi dạy bảo chúng nó nhá. Không thế này bục hết sĩ diện. Dạy đi, dạy mà không được nhá, đừng có trách. Nô ơi, con đến rồi. Dạ. Mới làm cái gì mà lâu thế? Dạ, con lạy ông, con lạy bà. Con nghe con xe nó bảo ông bà gọi con lên để tưởng, con mừng quá. Vừa đi vừa cười, vừa đi vừa vui lên hết buồn. Đây, đây, đây. Ông thưởng cho mày đây. Ông thưởng cho con là con được ăn à? Ấy. Ăn cái đầu mày. Mày đếm cho ông bà xem là trong chõ nó có mấy miếng giò. Dạ. Đếm được bao nhiêu miếng rồi ông bà mới thưởng à? Con đếm được. Đếm đi con. Một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng. Làm gì có năm. Cái nửa miếng này chỉ là đếm bốn miếng rưỡi thôi. Hay quá. Bà thấy chưa? Nó đếm bốn miếng rưỡi. Đúng không? Bốn miếng rưỡi mà. Nó phải ăn nửa miếng nó mới biết đây là bốn miếng rưỡi. Ngu. Mày ngu quá con ạ. Sao mày thật thế? Mà thật thế là ngu rồi. Thế này thì bà cứu làm sao được mày? Có này! Bốn miếng rưỡi, mày ăn có ông nửa miếng luôn. Mày ăn ông ơi! Ôi trời ơi! Con à! Ông không có ăn đâu! Ông ơi! Con quá! Con không ăn đâu! Con không có ăn đâu! Ông ơi! Con quá! Con không ăn đâu! Con có ăn đâu! Không ăn sao mày để đếm bốn miếng rưỡi? Có bốn miếng rưỡi thì con đếm bốn miếng rưỡi thì con có ăn đâu! Không ăn! Ôi! Con quá! Bà ơi! Cứu con! Oan con quá! Bất nệ chơi đâu là đã chót vui chơi, làm trai bất nệ chơi đâu là miếng trầu đài cá. Tà rát ti ta ti tà rát chén trà thanh tân đã chót vui chơi. Còn gì gió táp mưa xa thời, gió táp mưa xa, gió táp mưa xa. Khi lên là lên chợ mới, khi ra chứ ra đông hồ. Chợ mới kinh kỳ thời có bên cô tổ, thời có bên cô tổ. Nói thật với ông, không hiểu tại sao tôi lại mê cái món sẩm này thế chứ nhỉ. Mời ông, mời ông. Thưa với ông là trà thì có rồi. Ông uống đi. Mời ông. Nhưng mà tôi thấy xót ruột quá. Ông cứ yên tâm. Tôi là tôi đã cho người ăn kẻ ở chuẩn bị cơm rượu đầy đủ rồi. Tôi sẽ đưa lên đây để mời ông. Thằng nô đâu? Thằng nô đâu? Thế cơm rượu của ông xong chưa mới mang lên đây nhỉ? Xong rồi ông ơi. Mang đây cho ông đi. Đấy, ông cứ yên tâm. Đầy đủ tất cả mọi cái rồi, tôi dặn. Mấy đứa người ở nhà tôi là nó chu đáo lắm. Mày nhanh lên. Dạ vâng ạ. Đây cơm bây giờ con mời hai ông. Rượu, thịt, cá. Mà lại có cả vả đấy. Rượu chắp bát nếp cái hoa vàng hiểu không ạ? Úi giời, nếp cái hoa vàng. Cái món này mà không có món nhắm thì đây có dạ. Có cá đây hả? Rượu. Có thịt lợn đây, có cả vả đây. Mời ông. Hình như cái món này nó thiếu muối. Sung phải có muối. Dạ, con ướp muối chứ không ạ? Ướp cái gì? Mày phải mang đĩa muối lên đây cho các ông ăn. Dạ, thế hai ông chờ con một chút ạ. Ô, cái thằng này, mày dọn lên. Mày dọn ấy là mày phải làm luôn đi chứ. Sao lại mày phải để các ông đợi là thế nào? Ông ơi, nhà tôi mà kẻ ăn người ở ấy, mà cứ cãi chém chém như thế thì tôi chim cút mà bánh cuốn cút xéo khỏi ra. Chứ ai lại cứ cãi chém chém như thế, đuổi ra khỏi nhà. Mày nghe thấy ông ấy nói chưa? Vài quả sung này. Này, người ở nhà ông ấy là chim cút
và xôi xéo luôn. Thế mày thấy là mày ở với ông mày sung sướng không? Nhá. Mày làm như thế này là mất mặt ông với lại khách nhá. Sung ấy là phải chấm với muối. Mày không mang muối lên, mày làm ông bỉ mặt với khách là thế nào hả? Mày làm ăn kiểu gì? Ông tha cho con. Con từ cái việc này từ ngày trước giờ con có làm đâu ạ. Việc này là việc của cái sen đấy. Cái, ông ơi, con có cái gì đâu. Ông con xin ông. Cái tông môn nhà mày, người ăn kẻ ở của nhà tao ấy, là việc gì cũng phải giỏi. Còn nếu không mình ngồi đây đi, ngồi vào vị trí của tao đi, tao xuống tao làm cái vị trí của chúng mày cho. Hả? Con không dám à, nhưng mà ông ơi, từ trước đến giờ con chỉ có chăn trâu cắt cỏ thôi. Nấu cơm, giặt quần áo là việc của con sen. Con có làm cái này bao giờ đâu ạ. Hôm nay con làm được thế này là con cố gắng lắm. Câm mồm, tao đã nói rồi, việc gì chúng mày cũng phải giỏi nhá. Mày làm thế này, mày bỉ mặt ông với khách, mày xem có phải là chó ý bàn cờ dơ mặt tướng. Mày nghe ông ấy nói chưa? Hả? Người ăn kẻ ở nhà ông ấy mà như thế này là ông đuổi cổ từ lâu rồi. Chúng mày ở với ông chúng mày sướng quá, chúng mày được đằng chân, chúng mày lên đằng đầu đúng không? Hả? Ông ấy, con lên đầu con làm thế này là cố gắng lắm rồi. Cút, cút ngay, ông vâng. Sẽ nói chuyện với mày sau. Dạ vâng. Cút. Thôi thôi, hào hòa ông ạ, hào hòa. Không được. Hào hòa. Ông phải để tôi. Cái loại người ăn kẻ ở mà nó như này thì nó khác gì là chó ỉa bàn cờ, dơ mặt tướng không? Mày mang muối lên đây không? Thôi, kính không? Mời không? Bực mình uống rượu nó không vào. Hạ hòa ông ạ. Nếu mà con ở nhà tôi nhá, mà như này cái chân chảy như này thì tôi xôi xé và chim cút đuổi khỏi nhà. Được, tôi sẽ làm, tôi sẽ thực hiện. Đúng thôi. Ông lại nghe tôi hát sẩm tiếp nhá. Úi lại sẩm á. Ông cò cho tôi. Đó, cò đấy, tôi cò đó. Nào. Giữa giải không gai, chúng anh nghĩ rằng cây thì giữa giải nó không gai. Ai ngờ gai giữa lại dài hơn đi trông. Nói dối anh, em chưa có chồng. Nói dối anh, em chưa có chồng. Hỏi con đâu có mình bế. Mình nghỉ bồng trên tay. Anh hỏi cái gì lù lù trước ngực cô nàng đây. Hoàn tẻ hay cặp mấy bánh giày. Vừa trắng lại vừa xinh nhát đi coi qua anh non. Thấy nó hữu tình à. Con ơi, con ơi. Con ơi. Này. Nô ơi. Nô. Con ơi. Chỗ mà. Ông. Ôi trời ơi, ông ạ. Dạ con bẩm ông ạ. Con vẫn nhốt bò, nhốt trâu ở ngoài kia. Ông yên tâm. Con mệt quá nên con thiếp đi một tí thôi ạ. Ông biết rồi. Dạ. Ông đi ăn cỗ về. Trên đường về ông đi qua kia ông nhìn thấy rồi. Dạ vâng ạ. Này. Dạ. Ông nhìn thấy con bò ấy, nó ăn no cạnh bụng ra rồi. Nó cũng nằm ngủ như con. Thế nhưng mà con bò nó không ngáy như con thôi. Thế thì con cũng như là cái con bò cũng như ông nhỉ. Con làm sao mà giống con bò được. Con bò nó là con vật. Còn con là người ở nhà ông nó phải khác chứ. Dạ vâng ạ. Nhưng con biết cái phận của con. Con cũng như là con trâu con bò trong nhà mình thôi ạ. Không được nói như thế nhá. Mà này, ông đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Dạ. Con đi làm có mệt ấy nhá, thì con về nhà con ngủ.
ai cho con ngủ ở đây? Ý, dạ bẩm ông ạ, dạ cái lúc mà con ngồi ở đây, thế xong rồi con lại thấy gió mát trăng thanh cái đêm hôm rằm cô nàng ơi, gió mát cùng là trăng thanh bầu hòa tiên đã chuốc rượu câu thần là ngâm nga cái lúc vui chơi bày ra che án rượu mà cuộc cờ tèng 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 chén rượu cuộc cờ cái lúc vui chơi bày ra che án rượu mà cuộc cờ sớm trong hoa nở tôi chờ trăng lên cái lúc vui chơi bày ra che án rượu mà cuộc cờ bỗng đầu có dạ có ông đi qua thế là con lại choàng tỉnh cái giấc chiêm bao ạ. Này con hát hay như thế mà chả thấy lúc nào con hát cho ông bà nghe cả. Ô thế con hát hay không? Ừ con hát hay lắm. Thế thì từ nay trở đi là thỉnh thoảng con xin con hát hầu ông bà nhá. Nhà hôm nào có lễ có hội gì là con phải hát cho ông bà nghe nhá. Để ông bà còn khoe với hàng xóm láng giềng là có thằng đầy tớ nó hát hay như thế. Dạ vâng ạ. Nhưng mà này, thằng đầy tớ nhà ông không những chăn trâu chăn bò giỏi mà lại còn hát hay như bò ông nhỉ. Dạ. Ông bảo rồi. Dạ. Con mệt thì con về nhà con ngủ nhá. Vâng. Con nằm ở đây, thứ nhất là cái đá này nó lạnh, con nằm chiêm bao, nhỡ đâu con lăn xuống dưới hồ kia nó xảy ra chuyện gì thì ông biết ăn nói như thế nào với cả hàng xóm láng giềng hả? Với cả thầy U con ở nhà. Mà đúng rồi, con xin rút kinh nghiệm. Không nhỡ đâu con lăn xuống mà con có cái mệnh hệ gì thì lấy ai đi chăn bò, lấy ai làm cho ông, đúng không ạ? Thôi, không phải là ông lo không có người chăn bò, mà ông lo cho sức khỏe của con ấy nhá. Dạ. Con xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Ừ. Từ nay trở đi là cứ buồn ngủ thì con sẽ tát vào mặt mình. Không cần. Con cứ sắp xếp công việc làm sao cho nó chu đáo nhá. Cho bò ăn, cho lợn ăn, làm công việc nhà cho nó xuôi đi nhá. Rồi dạ. Nếu mà mệt thì con nghỉ nhá. Ừ. Ôi giời. À, ông nói cho mà nghe. Dạ. Hôm nay ông đi ăn cỗ ở làng bên. Vâng. Ui, bên nhà đấy hoan hỉ lắm. Lúc ông về còn gói cho ông là cứ dúi vào tay cái đùi gà là bảo mang về cho bà. Nguyên cả một đĩa xôi, bảo là mang về cho người ăn kẻ ở trong nhà. Ôi trời thế ạ. Thế thì con là thỉnh thoảng con cũng hay đói liên tục lắm ông ạ. Làm sao mà con đói? Cơm ở nhà ăn, khi nào no thì thôi. Chứ con nói như thế thì hóa ra ông bà để cho con đói à? Ông bà thì không để cho con đói. Thế nhưng mà con ấy là đang tuổi ăn, tuổi nhớn. Đang tuổi ăn, tuổi chơi. Thế cho nên là cứ ăn được một lúc, lao động một lúc. Thế là con thấy nó thức ăn đi đâu hết mất ông ạ. Ông biết rồi, đang tuổi ăn, tuổi lớn. Này, dạ. Con thử ngửi xem xôi này là xôi gì. Ôi giời ơi. Ông đố con đấy. Xôi này là xôi nếp chứ còn là xôi gì ạ? Ai chả biết là xôi nếp. Nhưng mà nó có cái vị gì? Nhưng mà con ngửi thế có thoang thoảng một cái vị thịt gì đó rất là thơm ông ạ. Ồ thì ông chả vừa nói với con là người ta dúi cho ông cái đùi gà mang về cho bà còn gì. Ồ thế ạ. Con lâu lắm con không biết cái đùi gà nó mùi vị nó thế nào. Mà bà ăn nhiều thì bà lại chóng béo. Thôi được rồi. Ông hiểu ý con rồi. Cái bụng mày đang reo lên đây này. Ngồi xuống. Dạ. Ông bà ăn cũng nhiều thịt gà rồi. Dạ. Hôm nay ông lấy cái phần của bà cho con ăn nhá. Ôi trời ơi. Thế ông ăn hôm nay ông lại lấy phần bà cho con ạ? Thì nếu như con thích thịt gà với cả xôi nếp nhá. Còn những thứ đấy là phải dùng bằng tay con ạ. Đây, con ngửi xem này. Thơm không? Dạ, thơm quá không ạ? Đây, con lấy ra con ăn đi. Ông ơi, hay là ông ăn với con cho nó vui. Ông ăn no rồi. Hôm nay cũng ngon, cho nên là ông cũng hơi bon miệng. Con ăn đi, con lấy đi. Dạ, thì con cảm ơn ông nhá. Ừ, từ từ thôi. Này, con xôi con. Dạ, con xôi. Đây. Ăn đi con. Con chưa thấy ai là chu đáo như ông với con đâu. Ôi giời ơi. Ông với bà có bao giờ phân biệt kẻ ăn người ở đâu. Cứ có cái gì ngon là con ăn nhá. Dạ. Sao hả ông? À không. Con ăn đi. Dạ, con cảm ơn ông ạ.
Ăn từ từ thôi con. Thôi, thôi à, thôi à, mềm, ngon. Ăn từ từ không ngẹn con ạ. À mà này, ông bảo, ăn từ từ thôi không ngẹn. À, ông nói thế này nhá, à, cũng sắp đến Tết rồi. Vâng. Hôm trước con nói là 29 con xin phép về để ăn Tết với ông bà ở quê đúng không? Vâng ạ. Thế nhưng bà nhà lại nói với ông rằng năm nay là ông bà về bên nhà ngoại ăn Tết. Vâng. Thế cho nên là nhà chả có ai trông cả. Ông tính thế này. Ông tính thế nào ạ? À, ông tính là năm nay con ở lại đây ăn Tết với ông bà. Con trông nhà cho ông bà, còn ông bà sang nhà ngoại. Đến ngày mùng 3 thì ông về bên nhà này, thì lúc đó ông cho con về ăn Tết với cả các cụ ở quê nhá. Ô, thế là năm nay con không được về quê ăn Tết với thầy U nhà con ạ? À, không phải là không được về, nhưng con về muộn một tí thôi. Mọi năm con về từ ngày 29, thì năm nay con về ngày mùng 3, rồi ông thưởng cho con đến qua rằm con lên con làm, được không? Nhá. Dạ vâng ạ. Ông bà đối xử tốt với con thế này thì ông bà bảo sao con nghe vậy. Thôi được rồi, vậy cứ quyết định như thế nhá. Dạ vâng. Ừ, con ăn đi. Dạ vâng. Ôi, kìa con, ăn từ từ thôi, ăn từ từ không nghẹn đấy nhá. Cùng một cái kiếp người ở với nhau, sao chủ đối xử tốt đấy. Mình suốt ngày cứ bị đổ oan đấy. Ngon quá không ạ? Nè, ông bảo này. Dạ. À, con ăn xong thì con nghỉ ngơi một lúc rồi con cho bò về nhá. Ê, dạ vâng, ông yên tâm, con đo bò đo, hai thằng cùng đo cùng về. Tôi biết rồi, nhưng mà ông dặn này, nghỉ ngơi chứ đừng có ngủ nữa nhá. Ngủ thì về nhà ngủ, nhớ chưa? Dạ, dạ, con biết rồi ạ. Thì ông đi nhá. Dạ vâng ạ. Ăn từ từ tôi không ngẹn con ạ. Dạ vâng ạ, con chào ông ạ. Thì gà tay luộc hơi ngọt, đàn hay ngọt nhưng còn thiếu, thiếu mất tí lá chanh. Bầu đã tiên đã thuốc rượu, câu thần ngâm nga cái lúc vui chơi bày ra chén ăn rượu mà cuộc bày ra chén rượu chơi cuộc chén rượu cuộc cái lúc vui chơi bày ra chén ăn rượu mà cuộc khi xem hoa nở khi chờ trăng thanh cái thú hữu tình làm trai nên đi phải vì tình vì hoa nên phải vì hoa nên phải nấu mình tìm bông hoa đã chót vui chơi làm trai bớt đi lẹ chơi đâu là để vẫn là ăn chơi bớt lẹ chi ăn gà và lại cả ăn xôi thằng này sướng nhỉ. Sướng quá. Được ông chủ cho ăn cả gà này, có gà để ăn, có xôi để chén này. Này, có thiếu tí rượu nữa, nếu mà mày có rượu thì vào đây hai đứa mình cùng ăn chén. Tao không ăn cái thứ này. Tại sao không ăn? Nhưng tao thiếu gì? Tao ăn suốt ngày. Ôi, thì ăn suốt ngày cơ à? Ừ, mày cứ ăn đi, ăn cho thật nhiều vào. Ăn cho no cái bụng đi mà ngu cái đầu. Ồ, tại sao mày lại rủ tao là ăn cho no cái bụng ngu cái đầu? Ngu lắm, mày không biết cái gì cả. Nó cho ăn một miếng uống một hớp. Nó sai làm như con trâu con chó ấy, cứ hụp mạng vào mà làm. Sao dốt thế? Trúng mưu của chủ rồi. Tại sao lại mày lại bảo ta là trúng mưu của chủ là thế nào? Ấy, hôm nay ông tao là đi ăn cỗ. Ấy, ông mang cả phần về cho tao đây này, một cái đùi gà, một nắm xôi nếp thơm lừng. Ôi giời ơi, đi ăn cỗ mang cả phần về cho, nhặt cái cơm thừa canh cạn về cho ăn, xong bảo làm gì cũng làm à? Dốt lắm, nghĩ lại đi. Là như nào? Ngu lắm. Nhá, cái đầu mày phải mở này. Đây này, ngày Tết ngày nhất là phải được làm sao? Phải được về nhà với ông, với bà, với bố, với mẹ, với hàng xóm láng giềng đi du xuân, đi chơi xuân. Thế còn mày thì sao? Được ăn gà, được ăn xôi à? Thế nên bảo ở nhà đấy, ở nhà trong nhà chờ ông, có khác gì cái con chó canh cửa không? Này, mày vừa bảo với ai là con chó canh cửa? Mày định bảo tao là tao như con chó ở nhà đúng không? Chứ con sao nữa? Úi giời. Thế tao hỏi mày nhá, khi nào mày được đi ngủ?
À. Trong một ngày làm khi nào mày về kinh phục? À, thì ta phải lo hết việc nhà, trâu bò lợn gà xong xuôi lên tao... chuồng mày mới được đi ngủ chứ. Thì lên chuồng tao đi ngủ. À, gà lên chuồng thì trâu và chuồng mày mới được đi ngủ đúng không? À. Thế có phải cái thân mày khổ hơn cả cái con trâu không? Hả? À, mày còn phải đi ngủ sau cả cái con trâu không? Hả? À. À, sao mày nhục thế? Mày ngu thế? À. Ngu lắm. Ô, thế... Ngu lắm con à. Ô, thế là hóa ra là tao lại không bằng cả con trâu con bò nhỉ? Đây này. Nhà tao là chủ đối xử tốt lắm. Ừ. Ngày lễ cho tiền, ngày Tết cho tiền, ừ, sinh thần cho tiền, thậm chí là đi chơi ở hàng xóm cũng cho tiền, lúc nào cũng cho tiền. Ừ, thế à? Đấy, bây giờ đây này, tao đây này, được công chủ cho bao nhiêu tiền về quê ăn Tết đây này, còn gửi cả quà cho hàng xóm đấy nhá. Ừ. Hàng xóm nhà tao cũng được quà Tết. Ừ, thế lại còn gửi cả quà cho hàng xóm à? Thôi, cứ ở đấy cắm đầu vào mà làm mấy con cún canh cửa nhá. Còn anh bây giờ đi du xuân chảy hội đây. Người khôn ăn nói dở chừng, để cho thằng dại nửa mừng lửa lò. Thôi đi du xuân ơi. Thỉnh thoảng nó rúi cho một tí thịt, rúi cho tí xôi. Thế xong rồi nó bắt mình làm như con trâu con ngựa ở trong nhà. Nè thì xôi này. Thịt thì ông không vớt. Ông môn cái thằng nô đâu? Thằng nô đâu? Thằng nô đâu? Ông môn nhà nó chứ. Như thế này ai mà chịu được. Thằng nô đâu? Thằng nô đâu? Ông môn nhà chúng mày đâu rồi? Làm cái gì mà cứ học lên thế hả? Sáng cái học bây giờ thì chưa chật trời thì cũng học cái gì? Bà hốt. Bà cái gì mà bà? Thì đi cả đêm qua thì nó say ấm cật thế mà vẫn phải học mồm lên à? Bà sao cái bà lại bảo tôi học lên, tôi có phải là chó đâu mà bà bảo tôi học lên như thế? Thế vừa chả học lên thì là gì? Ồ, thôi được rồi, bà cứ ngồi xuống đây. Bà cứ ngồi xuống đây để tôi nói chuyện với bà. Hoàng cái mồm mà chả đê cho ai ngủ. Tôi nói cho bà nghe chứ, làm gì mà tôi chả học lên. À chứ quên, làm gì mà tôi chả tức, làm gì mà tôi chả oang oang. Bà có biết thế nào không? Làm sao? Khi tôi đi, tôi đã bảo mấy cái thằng nô ấy là mày làm xong cái việc nhà buổi sáng đi, mày ra mày cày nốt cho ông cái thửa ruộng đi. Thế bà có biết thế nào? Sao? Tôi ra đến nơi ấy, thì trâu một nơi, cày một nẻo. Cái gì? Ui giời ơi, người thì không thấy đâu. Thế à? Từ sáng đến giờ nó chưa cày được một lưỡi nào. Bà bảo thế làm gì mà tôi chả học quên hả? À, nó lười thế à? Nó lười đến mức độ như thế. À, thế mà bà ở nhà, bà cứ bênh cái thằng nô nó chỏng chọc. À, hay là bà có ý gì với nó? À, ý gì? Thế ông có bị làm sao không đấy? Ý gì là ý gì? Thế tại sao mà ở nhà tôi cứ dạy bảo nó làm y như rằng bà ngăn cản tôi là bà bênh nó chậm chập là thế nào? Tôi thích thế đấy. Này này, ai bảo là ông bênh con sen? Ông bênh con sen nên tôi phải bênh thằng nô là đúng rồi. Làm sao? Tôi bênh con sen bao nói giờ? Đi thì phải nói lại. Mà bây tôi giờ... bênh là tôi bênh đúng nha. Thôi được rồi, bênh. Có mà ông ấy, ông bênh con sen mới là mà mới là bênh vớ bênh vẩn ấy nha. Ồ hay đấy, bà buồn cười thì tôi đừng bênh... có bắt động tôi nha, tôi ba máu sáu cơ thì tôi lại điên đấy nhá. Thôi được rồi. Thế thì bây giờ thế này nhé, bà đã yên đấy, để tôi gọi cái thằng nô này về, tôi sẽ dạy cho nó một bài học để cho nó mở cái mắt ra. Bà đừng bênh nó nữa nhá. À, thằng nô đâu? Thằng nô đâu? Tông môn thằng nô đâu? Ôi, tôi chết rồi. Tông môn trẻ trâu người nào ấy, quân trật tự không để ông mày ngủ không? Thằng này mày lão nhờ. Ô, cái thằng này. Ông bà gọi mày lại mày với ai đấy hả? Ờ. Ô, đã bảo là
trả trâu nhà nào, đừng mất trật tự mà. Ui giời ơi, bà thấy chưa, bà cứ bênh nó chầm chập ấy, bà xem người nó thì hôi hãm thế mà nó chui vào cái chúng tương thế kia thì... À, thì ra là ông bà, cứ tưởng trẻ con ở đâu. Này, thằng bố láo, mày ra đây, mày ra ngay đây, ông nói chuyện với mày, ra đây. Này thằng nô, hôm nay mày ăn gan rời đấy à? Ông muốn nói chuyện thì ông ra đây. Ui giời, ôi giời, cái thằng có dậy này. Mày ra đây. Mày ra đây. Ông ra đây. Mày ra đây, không đánh tuốt. Này, ông bà, ông cậy, ông có que, ông chỉ gì. Ông thích nói chuyện thì ông ra đây nhá. Ôi giời ơi. À, nó thách mình. Có mình thách. Ra. Ra được. Đây. Mày. Ra đây. Ra đây. Ra đây thì là mày láo. Ai da, mày. Ai da, mày thách ông thách bà. Mày thách ông. Cái thằng này. Thằng này mày. Ông này. Ông này. Ông này. Trong mặt rồi đấy nhá. Ôi giời. Ôi giời. Cái thằng này. Qua đây đấy. Ừ. Không bao giờ thấy bố nó mất dạy. Ôi giời. Ôi giời. Nó bảo ông mất dạy à? Ừ. Này. Cái tông môn nhà mày nhá. Ông là ông đập cho mày một cái bét xác hay nhá. Cái tông môn nhà ông nhá. Ôi giời. Ông đập ai? Ôi giời. Ôi cái thằng này, hôm nay mày láo thật đấy. Hả? Mày láo quá. Láo này, láo với ai? Hả? Ông mới là láo. Ồ. Ông mới nắm bắt dậy nhá. Ờ. Ông chỉ ai, ông quát ai. Ông dơ cái roi, ông chỉ mặt ai. Ồ. Hả? Ông dơ cái bát trong đó. Ui, ôi, ông quen cái quái. Này, mày đừng có bố láo nhá. Mày láo mày đánh ông à? Ừ, thằng này. Không đánh, đây không thèm đánh. À, được. Đánh thì đánh thì đâu bây giờ. Ôi, tất được. Được, thế để ông hỏi mày. Mình sang đây để tôi. Ừ. Bà bảo nô nhá. Bảo đi. Hôm nay nô làm sao thế? Không sao cả. Nô ốm à? Vẫn bà thấy hôm nay nô khang khác nhá. Nếu mà nô có chuyện gì thì nô cứ tâm sự với ông bà, ông bà giải quyết cho. Chứ hôm nay bà thấy là nô là thần kinh có vấn đề đấy, bà sợ láo. Bảo ai thần kinh đấy? Ui dồi. Ui dồi. Bảo ai đấy? Ui dồi, thôi bà sang đây, bà để tôi. Bà ăn nói phải giữ mồm giữ miệng. Đấy, thôi được rồi, bà sang đây. Quen cái thói nạt lộ người khác à? Ừ. Này, thôi được rồi, thế để ông hỏi mình tử tế nhé. Tại sao ông bảo mày làm việc nhà cho ông, rồi mày đi cày cho ông, mỏng ra đến nơi thì trâu một nơi, cày một nẻo, người thì lại ở trong chum là thế nào? Thế này nhá. À. Ông hỏi tử tế thì đây cũng trả lời tử tế. Mày tử tế, bà nghe nào. Thích thế đấy. Ok. Cái tông môn nhà nó. Cái tông môn thằng này. Mày lại thích thế. Mày ăn cơm của ông bà. Mày mặc quần áo ông bà mua cho mà mày lại bảo là mày thích thì mày làm, mày không thích thì mày nghỉ à? Mày ôi thôi được rồi. Này, bình tĩnh. Làm gì? Làm gì? Định làm gì? Đấy. Nó có gậy. Thôi được rồi. Bình thường nhá. Là thương nhá. Lẻ nhá. Còn kể cả là bà. Ấy. Động vào là không được đâu. Ấy, cẩn thận mày nhẹ thôi, vỡ cái chum của ông Vũ Quý mấy hảo bạc. Này, ông nói này, thế mày lý do tại sao hôm nay mày lại thái độ mày lại như thế? Mày có biết mày như thế này, ông điên lên là ông đuổi mày không? Đuổi luôn. Ông đuổi mày luôn. Cút. Đuổi đấy. Cút. Đuổi đấy. Này, đuổi đi. Này, mày không được đánh ông nhá. Nhá. Này, bỏ ngay cái kiểu nhá. Hơi một tí là dọa, hơi một tí là nhá. Hơi tí là đuổi kẻ ăn người à. Đây á, không cần đuổi, vẫn đi bình thường. Nhá. Làm gì? Làm sao? Ô gì? Mày hôm nay mày gấu thật ấy. Mày đi á thì gấu mày... nào? Gấu mèo gì ở đây? Gấu ở trên rừng. Mày thế này á, mày đi mày chỉ có mà đói dạ họng cho thôi còn à. Này. Ai mày... chưa chấp mày. Đây bà, đây. Bà bảo mày nhá. Ừ. Mày tự đi nhá. À. Nhá. Bà không giả tiền lương cho mày đâu nhá. Không trả tiền hả? Không trả tiền đây thí sao nhá. Đây cũng không cần. Được cả chồng cả vợ. Nhẫn tâm. Độc ác. Thằng này phải xét lại cái cách sống đi nhá. Nói thẳng nhá, vu khống cả cho người kẻ ăn người ở. Cái miếng giò ấy là bà ăn không phải tôi ăn nhá. No, cái gì? Ai ăn? Đây. Chính thủ phạm đây. Vu cho kẻ ăn kẻ ở. Đặt điều đủ thứ, đánh đập rồi thế này thế khác. Mày... tôi nói cho ông bà biết là không phải nói, im mồm anh. Bây giờ hôm nay phải im mồm nhá. Ông nói nên ông không trong tôi không đánh nhá. Tôi đánh rồi nhá. Tôi đánh chết lâu rồi mà. Xin con đừng có đánh này. Phải sống là phải có tâm, có đức, phải biết thương người. Nhớ rằng một cái câu luật hoa quả không trừ một ai. Hả? Cái gì luật hoa quả? Luật nhân quả. Nhá.
nhập nhân quả, nhân quả. Đấy, phải sống lại đi, xét lại cái cách sống đi. Còn không mướn đây cũng không cần nhé. Sức dài, vai rộng thế này, thiếu gì việc, đầy người mướn rồi. Nghĩ lại đây, sống lại đây. Ôi trời ơi, nó đạp đau quá. Không có làm sao không? Hả? Đau nó đạp quá. Vào chân à? Đạp vào đúng đầu gối cái chỗ đau. Thằng mất dậy nhá. Mày cứ tưởng cái ngữ mày mà bà thiết tha. Bà nói cho mày biết nhá, bà truyền đời báo danh cho mày biết nhá. Người ăn kẻ ở bà đẩy ra nhá. Nó quỳ mọp dưới chân bà, nó xin mà làm ở nhà bà nhá. Mày cứ thôi. Ôi trời mệt quá. Cái lúc nó đứng ở đây này, thì không mồm loa mép giải lên để cho nó đạp chồng vẹo cả sườn đi. Bây giờ nó đi rồi thì mới được toang toát không toát nhá. Bà thấy chưa? Cái lỗi này là lỗi tại bà. Tôi làm gì mà ông bảo lỗi tại tôi? Bà bênh nó chầm chập ấy. Tôi nói cái gì là bà bênh nó cái đấy. Cho nên nó mới được nước, nó mới trèo lên đầu, lên cổ tôi. Thế ông cứ tưởng là nó trèo lên mỗi lên đầu, lên cổ ông đấy à? Nó trèo lên cả tôi đây này. Tông môn nhà mày. Ô. Hà, tông môn nhà mày. Mày để nó trèo lên người mày đúng không? Mày cứ bênh nó chầm chập. Hóa ra là mày mới nó có vấn đề nhá. Mày ăn ô cái tọc tao cái này vào mồm mày bây giờ. Hả? Tông môn nhà mày. Vợ mấy con mất dạy, Chửi nữa đi. Ô, con này hâm à? Chửi thêm nữa đi. Ô, này, thật à? Thật. Tông môn nhà mày. Nữa mà. Ôi trời ơi, bây giờ mới có cơ hội. Tông môn nhà mày, ông vụt cho mày một trận thế này. Ông vụt cho mày một trận thế này. Ô, chả đau tí nào cả. Này tôi bảo đằng ấy nhá. Bình thường thì tôi toàn chửi đằng ấy thôi. Thế mà thế nào ngày hôm nay đằng ấy lại chửi lại tôi. Tôi lại sướng. Tông môn như cái con này lạ thật. Tông môn nhà mày. Tông môn nhà mày. Thế bây giờ cái chuyện mà thằng Nô nó đi rồi thì Tết Nhất đến nơi rồi thì phải làm thế nào? Mình được gì mà phải lo. Có thế này thì muốn tìm thằng Nô nào mà chả được. Mặc xác nó tìm người mới. Nhỉ. Vào đây. Con ơi, Nô ơi. Bố đâu? Sao? Có chuyện gì đấy? Ông đấy. Ông ông làm tôi giật hết cả mình, làm tôi choàng dậy khỏi giấc chiêm bao chứ còn làm sao nữa. Thì ông thấy con ngủ ngon quá, thế là ông ý ông là ông gọi con dậy để con vào trong nhà con ngủ. Thoát hết cả tim. Tại sao tôi ngủ ở đây không được mà bắt tôi phải vào trong nhà? Đây là phòng khách của nhà mình. Thế con nằm đây con ngủ. Con ngáy ông đi từ ngoài ngõ ông đã nghe thấy rồi. Nhỡ khách người ta vào người ta nhìn thấy người ta cười cho con ạ. Cười mặc kệ người ta. Cười hở 10 cái răng. Không liên quan đến tôi. Nhưng mà nhà mình có cái phòng khách. Con nằm ở ghế này nó không đúng. Con buồn ngủ thì con vào trong giường con ngủ cho nó ngon giấc phải hơn không? Mà cái ghế này người ta làm ra là để ngồi. Đấy. Cái bàn này người ta làm ra là để bày bộ ấm chén, bày cỗ lên đây. Còn cái giường này người ta làm ra là để cho con người nằm lên rồi ngủ. Ngủ ngon giấc nó khỏe. Chứ con nằm đây này, gió máy nó lùa vào rồi ốm thì mai ai làm? Bây giờ mới là rõ cái mặt của ông nhá. Là ông muốn chu yểu tôi ấy là để cho tôi ốm có đúng không? Mà ông đối hôm nay tôi mới nhìn rõ cái bộ mặt của ông nhé. Có ai đời là cái người ăn kẻ ở như tôi nó khổ không bằng cái con trâu con bò không? Con ơi, mà sao con lại nói với ông như thế nhỉ? Ông lo là lo sức khỏe cho con. Con ốm ra đấy thì
Thứ nhất là mệt con, thứ hai là công việc ở nhà này ai làm. Thế có phải là ông nói gì sai không nào? À đấy, đấy là ông chỉ lo cho cái công cái việc của nhà ông thôi, chứ ông lo gì cho tôi đâu hả? Tôi đây là tôi không bằng cả cái con trâu con bò ấy. Con trâu con bò ấy, nó đến giờ đến giấc nó còn được lên nó đi ngủ tôi nó, mà nó lại còn được tôi dắt cho đi ăn. Còn cái bản thân tôi suốt ngày từ sáng đến tận đêm không được ngủ một giấc nào, có ai khổ như tôi không? Này con ơi, hôm nay con làm sao đấy hả? Tự nhiên đang yên đang lành con lại đi so con với cả con trâu con bò là thế nào? Con trâu con bò nó là con vật, còn con là con người. Con là kẻ ăn người ở nhà ông. Ông chăm lo cho con như thế, con lại đi so với con vật làm cái gì cho nó khổ ra? Bởi vì là tôi thấy tôi còn không được bằng cả cái con trâu con bò, tôi không bằng cả cái con vật ở trong cái nhà này thì tôi phải kêu chứ con làm sao nữa? Trời ơi là trời ơi, sao tôi khổ thế? Thôi con ơi, con đừng la toáng lên thế. Hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy người ta lại tưởng là ông bà đây rồi. Tôi khổ làm sao nào? Tôi cứ hét toáng lên cho hàng xóm láng giềng người ta nghe đấy thì làm sao nào? Bởi vì là tôi thấy tôi khổ quá nhá. Bây giờ từ nay giờ đi, từ giày giờ lại là con gà nó lên chuồng nên là tôi cũng phải được lên chuồng. Ông nghe rõ chưa? Sao con ơi? Con gà nó là con vật. Đến hết giờ ăn thì sẩm tối thì nó lên chuồng nó ngủ. Con là con người, con phải ăn uống tắm rửa sạch sẽ, xong công việc thì con lên giường ngủ. Ông bà có cấm con đâu hả? Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay là lại đến công đến việc mà. Cái kẻ ăn người ở như tôi đó, cái mồm ông cứ xoét cái mồm ra là con cứ cố gắng lên, con cứ làm lụng vất vả lên một tí rồi là con chất bót, con lao động để sau này con giàu con có rồi con cũng được như ông đấy. Thế thì bây giờ bao nhiêu năm như thế rồi mà bây giờ tôi vẫn làm kẻ ăn người ở cái nhà này, ông có ai khổ như tôi không hả? Thôi con ơi, thế này nhá. Thế nào? Ông không biết là ông hay bà đã làm gì cho con phật ý, hoặc là con suy nghĩ nó không đúng. Thế nhưng ông nói thế này, con là kẻ ăn người ở nhà ông. Con cứ làm công việc đi nhá, hôm nào mệt thì con nghỉ. Rồi, con... Thôi bây giờ như thế này, ngày mai nhà tôi có việc. Ông biết, ngày mai nhà con có việc thì con cứ nghỉ, con lo việc nhà xong rồi con lại đến con làm nhé. Ngày kia nhà tôi có việc. Thì ngày kia thì nhà con có việc thì con cứ ở nhà lo công việc đi nhé. Lo xong rồi con đi làm nhé. Rồi, còn ngày kia nhà tôi hết việc. Ông hiểu, hai ngày trước có việc, ngày thứ ba không có việc thì con cứ đến làm bình thường. Nếu như mệt thì con nghỉ, hết mệt thì con lại làm nhá. Ngày kia nhà tôi hết việc nhưng mà tôi vẫn nghỉ. Ô, thế sao hết việc thì lại nghỉ, thế là như thế nào? Là bởi vì là ngày kia thì nhà hàng xóm nhà tôi có việc, tôi phải nghỉ. Ô hay, nhà hàng xóm có việc thì liên quan gì đến con? Mà con không đến làm, con lại ở nhà, con làm cho nhà hàng xóm là sao? Đấy. Rõ ngay cái bộ mặt gian dối đều giả mà. Tôi nói ông biết này, người ta bảo rồi, hàng xóm tối lửa tắt đèn là nó phải có nhau, ông hiểu không? Ông hiểu. Thế cho nên là người ta giúp mình rồi thì mình lại phải giúp lại người ta. Nhà người ta có việc, mình để mình đến mình giúp. Hàng xóm tối lửa tắt đèn là nó phải có nhau, nó phải như thế. Thế không phải là cái mặt đều giả như nhà ông đấy. Cái hôm đấy nhà thằng Tuất bố nó chết đấy, mấy ông có nhờ được ai đâu, lại phải tự mà tay ra mà đưa bố ra ngoài đồng hả? Thế đã rõ chưa? Ông hiểu ý con muốn nói là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn phải có nhau, khi khó khăn cái gì thì cũng cần phải đưa tay ra giúp đỡ, đúng không? Thì đúng, thì người ta mới giúp lại mình chứ. Nhưng mà ông bảo này, ông bảo cái gì? Hôm nay con có uống trộm rượu của ông không? Hay sao mà con có vẻ nóng tính thế hả? Ông thấy con là cứ chỉ mặt ông nói là bộ mặt đều giả. Từ xưa đến giờ ông với bà sống tốt với con, sống tốt với gia đình nhà con, hàng xóm láng giềng không ai chê trách điều gì cả. Thế mà hôm nay con lại cứ chỉ mặt ông, con bảo là cái bộ mặt đều giả. Ông cứ nghĩ là không biết mình đều giả ở chỗ nào.
Ôi dồi ôi. Chứ tôi hỏi ông nhá. Ê thế đấy, cái con trâu con bò cái nhà này, rồi nó mới tim tỉm tối là nó đã được chui vào chuồng nó đi ngủ. Thế còn tôi làm từ tơm tẩm sáng đến tận tim tỉm tối mà tôi không có được đi ngủ đâu. Ôi dồi con. Thôi. Ông hiểu. Thế này. Từ giày về sau nhá, con cứ làm. Khi nào con mệt, con cần ngủ thì con cứ đi ngủ. Còn thừa việc thì để ngày mai làm nhá. Cái quan trọng là ông bà muốn là con ở lại gia đình nhà ta nhá, chăm sóc ruộng vườn, trâu bò cho gia đình nhà ông nhá. Có được không con? Vâng, bây giờ như thế này. Thế nào? Từ giày trở đi, lương của tôi ấy là tôi phải được tăng lên một bậc nhá. Ngày tuần, ngày rằm, cứ có ngày lễ nào là tôi cũng phải được nghỉ. Được chưa? Được. Rồi là ngày giỗ bố, giỗ mẹ là tôi cũng phải được nghỉ. Nghe cửa. Nhưng mà những cái ngày lễ Tết rằm mùng 1 thì con nghỉ được. Thế nhưng mà con bảo là giỗ bố, giỗ mẹ. Thế bố mẹ con còn sống thì sao lại bảo là đã có giỗ đâu? Ông im ngay, ông không phải chủ yếu bố mẹ tôi nhé. Bố mẹ tôi đang sống sờ sờ ra đấy. Ý của tôi ấy là bố mẹ của cái anh em trong họ hàng nhà tôi, đến cái ngày mà người ta dỗ thì tôi phải được nghỉ chứ. Vì ông có đồng ý không? Thôi được rồi, những cái ngày trong họ có việc thì con cứ nghỉ. Con sắp xếp công việc gia đình làm sao cho nó chu đáo vẹn toàn là con nghỉ thôi. Ông bà cũng không khắt khe gì cả nhé. Rồi. Mà bây giờ nó còn một cái chuyện như thế này nữa này ông này. Con cứ bây giờ là nó sắp sửa là nó đến Tết rồi. Đấy. Mà nhà tôi ấy là bây giờ là chưa mua sắm được cái gì hết cả. Lương thì 3 cọc 3 đồng như thế này, tôi không sắm không sửa được cái gì cho Tết nhất cho gia đình nhà tôi hết. Ông liệu mà sắp xếp lương lậu cho nó chu đáo vào cho tôi được chưa? Thế thì ông đã hứa rồi là 1 năm 2 lần ông trả tiền lương cho con. Thế còn mấy ngày nữa mới Tết, bây giờ con đã đòi làm gì hả? Không được, bây giờ là không có cái chuyện đấy. Bây giờ tôi làm ngày nào là phải trả lương tôi cái ngày đấy. Con không, tôi không làm nữa. Con ơi, mà tại sao hôm nay con lại ra nhiều cái điều kiện mà ông thấy nó không hợp lý một tí nào cả? Từ trước đến giờ, ông vẫn trả lương cho con 1 năm 2 lần. Bây giờ con muốn đòi tăng lương, ông cũng đồng ý tăng lương. Thế con muốn nghỉ để đi dỗ chạp, rồi nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ rằm ngày mùng 1, ông cũng đồng ý. Thế nhưng mà bây giờ con nói là làm ngày nào giả công ngày đấy, thì ông thấy nó hơi quá quắt con ạ. Ông không làm được. Không làm được thì tôi nghỉ, tôi không có thiết tha cái gì cái nhà này nữa. Tôi nghỉ vì tôi thấy tôi khổ quá, tôi cống hiến nhiều quá mà tôi không được đền đáp cho nó xứng đáng, tôi nghỉ. Nói tóm lại là bây giờ tôi không làm nữa được chưa? Thôi con ơi, ông biết là ông không đáp ứng được những cái yêu cầu của con. Thế nhưng mà con cũng nên nghĩ lại. Chứ bây giờ đùng một cái con bảo con không làm nữa thì ông biết tìm đâu ra người bây giờ? Nó không phải là việc của tôi, nó là việc của ông bà tôi nghĩ. Nào, có cái việc gì mà om sòm hết cả lên thế? Bà đấy. Thế bà đi đâu mà bây giờ bà mới vác cái mặt về? Con, sao con lại nói với bà như thế? Bà không phải ngắm nhìn gì cả. Ngắm nhìn nè. Này. Nô nói ai đấy? Tôi nói cái mặt bà đấy chứ tôi còn nói ai nữa. Tôi nói cái mặt bà đấy. Con, sao con lại làm thế? Làm gì? Làm thế là làm sao? Còn cả cái mặt ông nữa đấy. Vợ ông đi đâu ông có biết là vợ ông đi đâu không? Rồi là nhỡ đâu đầu nó ngủ với chồng xong rồi đuôi nó ngủ với cả hàng xóm, nó ngủ với cả lác giềng thì sao? Nô. Yeah. Bà đây mà. Bà đây. Tôi có bảo bà đấy, tôi có bảo bà hàng xóm đâu. Con có làm sao không? Làm sao cái gì? Làm sao cái gì khi mà một con người nó bị dày vò đến tận cùng thì tôi như thế đấy chứ còn làm sao nữa? Tôi muốn làm con người được chưa? Tôi muốn làm con người. Hay là nó có bị ngã, có bị va đập ở đâu không? Tôi không biết.
về thấy đang ngủ ngáy om sòm lên. Tôi gọi dậy, giật mình tỉnh dậy rồi là cứ từ lúc nãy đến bây giờ cứ như vong nhập với bà. Ông ấy chủ yểu tôi, ông ấy đuổi tôi vào trong giường nằm để chủ yểu tôi là tôi nằm ngoài này cho gió nó giật cho nó tôi méo mồm ra như thế này này đấy, khổ không đồ khốn nạn. Kìa con, có khi nào phải nó đưa nó đi gặp thầy không? Không mình ạ. Ê, hôm nay cậu ấy ra nhiều cái điều kiện buồn cười lắm. Nào là nghỉ ngày lễ, ngày rằm, ngày mùng 1, rồi trong họ có dỗ cũng được nghỉ, rồi đòi tăng lương, rồi sau đó lại nói là làm ngày nào trả công ngày đấy, không đi làm cũng phải trả nửa công. Tôi cũng không hiểu là nó muốn cái gì nữa cơ. À, là muốn cái gì? Là muốn bây giờ tôi phải được như cái thằng nô bên nhà Phú ấy, nó được ông bà Phú ông chăm sóc nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Gà vừa lên chuồng nó đã được lên giường đi ngủ. Nó không phải như tôi, không phải đi làm từ tim tìm sáng đến tâm tầm tối, nó khổ như tôi. Nên là tôi muốn làm con người, tôi muốn làm con người. Được chưa? Ok. Thế từ trước đến giờ ông bà có lúc nào là không để cho con làm con người không hả? Ông bà đối xử với con tử tế từ khi mà con bước chân đến đây. Ông bà đối xử với con tử tế từ khi mà con về cái nhà này. Thế là tử tế à? Hả? Tử tế mà như thế à? Có mà tử tế khốn nạn thì có nhá. Ok. Nhá, tôi không nói nhiều với ông bà nữa. Tôi tuyên bố tôi nghỉ, tôi không làm nữa. Kìa con. No. Quá lắm rồi đấy nhá. Cái gì nó cũng phải có mức độ thôi nhá. Từ nãy đến giờ là ông bà nhịn con nhiều lắm rồi đấy nhá. Nhịn à? Tôi mới gọi là tôi nhịn ông bà nhá. Kìa. Tôi không nói nhiều nữa. Tôi nghỉ. Ôi dồi ôi, ôi giặc ạ. Thế này thì quá đáng lắm rồi. Đi luôn đi. Cái thằng mình ơi. Sao nó lại thái độ nó lại bố láo thế nhở? Mình bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Không phải bình tĩnh gì cả nhá. Từ nãy đến giờ là tôi nhẫn nhịn nó lắm rồi nhá. Tôi biết. Ở cái nhà này ấy, lười một tí cũng được nhá. Tham ăn một tí thì cũng được. Nhưng mà nhá, đã bố láo ấy thì không được. Từ nay không còn cái kiếp bị đổ oan nữa, thoát khỏi cái nhà đấy rồi. Chào à, chào đằng ấy. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Cứ thủng thẳng cứ như là em đây. Chẳng dây nào vấp mà chẳng đá nào quàng. Có gì vội vàng đâu. Chào, thì đây cũng chào. Thế thằng đầu pha đất, ốc pha cát, não pha bá đậu đi đâu mà vui vẻ đấy? Dạ, em làm đi về quê. Em đi về quê em ăn Tết. Đấy mà đại ca chửi em là cái thằng đầu đất pha cát. Làm thấy đúng đấy đại ca. Đúng quá thì nhận thấy là ngu rồi hả? Vâng, em nhận thấy là dốt rồi đúng không? Em thấy là em dốt quá. Không việc gì mà mình lại phải chỉ vì có một cái miếng thịt, vì một cái nắm xôi mà mình phải làm hùng hục như con trâu con bò suốt năm này sang năm khác, suốt ngày này sang ngày khác như thế. Thế trong khi đấy là như là ở bên nhà của huynh ấy, lao động ít được hưởng lợi nhiều. Em thấy là không ở đâu bằng bên nhà huynh thế thì chứ sao. Dạ, không có một cái người ở đâu sướng ở bằng bên nhà tao nhá. Dạ vâng. Thế huynh ơi, thế xem là năm hết Tết đến rồi, mà em thì là em về cái là em chửi thẳng vào mặt vợ chồng nhà mụ chủ nhà em đấy, rồi là để em sang xem là em xin được biếu huynh đài một chút. Ê, có gì là huynh đài cất nhắc em được cho em vào làm cái chân như là huynh đài đó. À, xin vào làm ở đợi nhà tao hả? Dạ vâng. Nhưng mà ông chủ bên này ấy, đủ người làm rồi, ít nhất là phải có cái lời nói của anh thì may ra chú mới được vào đấy làm. Ờ, thì thôi thì em cũng xin được có là một ly một lai. Ê, thế ly lai thì này. Thế này là có khi là ông chủ chưa đồng ý đâu. Ô, thế chưa đồng ý ạ? Ừ. Thế bây giờ phải làm như nào? Thế này này, có khi mày chỉ được đứng ở cổng thôi. Ô, thế nhưng mà cả năm nay em làm mới được có mấy cái đồng hào lẻ như thế này thì... Ô, thế thôi. Anh thì là nếu mà chú muốn giúp ấy, thì anh cũng giúp. Nhưng mà phải có đi có lại mới toại lòng nhau. Chú vào đấy là chú chiếm mất cái việc của anh rồi. Anh lại phải làm ít hơn. Nên anh lại không được ông chủ yêu thương hơn.
đúng không? Bây giờ anh san sẻ cái quyền của anh, cái phần thưởng của anh cho chú thì chú cũng phải có cái gì đối đãi cho nó tử tế đàng hoàng. Dạ dạ, huynh đại nói quả là chí lý ạ. Thế thôi thì đây, thôi đây em biếu huynh đại cả. Ê, thế thì có cái gì là huynh đài về huynh đài nói nhẹ với cả ông chủ nhà huynh đài, sau đó là huynh cho đệ vào đệ làm cùng với ạ. À, được rồi, cứ an tâm, bây giờ về quen Tết nhỉ? Dạ vâng ạ. Ừ, thế thôi được, cứ về quen Tết nhá. Ăn Tết lên là anh đã nói chuyện với ông bà chủ nhà anh đâu vào đấy rồi. Ôi, chỉ việc là sang làm thôi. À, có lời nói của anh ý là ông chủ bà chủ đồng ý ngay, ông Phú thích ngay. Nên cứ an tâm ăn Tết vui vẻ nhá. Dạ vâng, thế thì em cảm ơn huynh đài, em cảm ơn huynh đài. Em đội ơn huynh đài nghìn lại. Thôi không có gì, không phải quý đâu. Dạ. Cứ về quen Tết vui vẻ nhá. Dạ vâng. Thế thì là năm nay là nhà em là Tết to rồi. À, xuân này là con sẽ về với U, để rồi sáng năm con sẽ sang nhà ông Phú con làm. À, dạ, à, em cảm ơn huynh đại ạ. À, ừ, về quen Tết vui vẻ nữa. Dạ vâng. Đi đi. Dạ, dạ. Xuân này về với U nhá. Dạ. Nói luôn với U ơi, con là thằng ngu. Ngu lắm. Mày đúng là cái thằng đầu phá đất, óc phá cát, não phá bản đậu. Mày cứ về quê đi. Còn bây giờ ông sang nhà mày, ông lấy việc của mày. Ông Phú ơi, ông Phú, con đến đây này ông Phú ơi. Ôi giời, cái thằng này, mày làm cái gì đấy hả? Mày là thằng nào ngồi lần mắt ăn giò đầu thì cứ tháo bò làm gì? Còn mày là thằng nào bao nhà người mắt lâm ly lại còn lao bầu? Tao á? Tao xin giới thiệu với mày. Ừ? Tao chuẩn bị là chủ nhân ở cái nhà này. Tao đến đây để làm người ở. Rồi, làm người ở mà chủ nhân. Ê, xin chúc mừng mày, mày đã đến muộn rồi. Sao tao đến muộn? Ông Phú hôm qua là tuyển người ảo cơ mà. Đúng rồi. Nhưng xin tự giới thiệu với mày, tao là người ở mới của nhà ông Phú. Mày đến bao giờ? Bữa sáng nay. Thế ông Phú còn chọn người ở nữa không? Thế rồi. Thế là mày cướp việc của tao à? Tôi chết tao rồi, tôi chết tao rồi. Tao chả cướp việc gì của mày cả. Nhưng mà mày đến muộn thì mày chịu thôi. Bây giờ tôi chết tao rồi. Chỉ tại cái tội tao đứng núi nọ, tao trông núi kia cao. Thế tao là trâu chậm, nó uống nước đục rồi. Tôi chết rồi. Ông bà Phú ơi, con về với ông bà đây. Úi dồi ôi. Ui. Sao đây? Ui dồi, nhọc quá. Ui dồi. Ông có làm được không? Không để đi, tí nữa tôi quét cho. Thôi được rồi, bà cứ để đấy, để tôi làm. Khổ quá, đưa tôi quét cho. Ui, xong đến nơi rồi. Ui dồi, ui dồi. Ai dồi. Thôi. Đưa đây. Ui dồi, ui dồi. Ông đi ngồi, ông ngồi nghỉ tí đi. Ui dồi. Ui dồi. Ngã ra đây thì khổ tôi. Ngồi đây. Ui dồi, cái lưng này nó chán thế nhỉ? Chán cái gì? Ui dồi. Bây giờ già rồi, có tuổi rồi. Ui dồi ôi. Có còn 18 đôi 10 nữa đâu. Ui dồi ôi. Có sao không? Ui dồi ôi. Tôi bóp cho nha. Thôi, bà để yên đi, bà sợ bà nó còn đau hơn. Cái này là cũng là yêu vợ nhiều quá đây này. Đến, lại chuẩn bị học lên đấy. Ui dồi. Nào có được tí gì mà cứ học lên. Ui dồi. Cứ làm như là... Ui dồi. Ông sơ chén nước đi. Rồi, cảm ơn bà. Ui dồi, sao cái bọn này nó lại nghỉ vào đúng cái lúc này chứ này. Ông ạ, tôi cứ thấy nhớ thằng Nô thế nào. Đây, tông môn, sao lại nhớ cái thằng Nô được thế nào đấy? Trời ạ, ông hiểu ý tôi mà. Ý tôi nói là cái ngày nó ở nhà mình, nó cứ đi ra đi vào vui cửa vui nhà. Bây giờ nó đi rồi, tôi cứ thấy vắng vẻ cô quạnh làm sao ấy. À, ông có công nhận là nó được việc không? À, gớm, mình thuê được nó chả bằng 5 cái thằng khác nó làm việc. À, mà thằng này thỉnh thoảng nó lại còn hát.
Nó hâm hâm một tí nhưng mà nó được việc. Mà nó thật thà đúng không? Đã, mà này, này, thế bà còn nhớ là cái lúc mà nó chở hai vợ chồng thốc cả mù cả mả bảy đời đến xem lúc đấy bà có nhớ không? Nhớ. Nó chửi cho nên bà vẫn còn nhớ nó là thế nào hả? Nó chửi cho, thế nhưng mà nó được việc. Thì nó chửi thế chứ nó chửi nữa thì tôi vẫn chấp nhận được. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá. Ông có đi tìm được cái đứa nào mà nó được việc như thằng nô nhà mình không? Úi giời ơi, có bạn đầy, có tiền. Ở đâu ra mà đầy? Mà đúng chưa? Gần Tết gần nhất đến nơi rồi nó cũng khó. Mà thế thật tại sao đến cái giờ này thì cái con xe nó đâu? À, con xe nó đâu? Bà để nó đi đâu? Bù nó ốm. Nghe đâu bệnh nan y ấy. Nó phải về nó chăm bu nó. Chả biết khi nào nó mới lên. Tông môn thì chúng nó sẽ lại ốm vào cái giờ này nhỉ? Giờ còn có hai cái thân già ở nhà với nhau thôi. Thì thôi chán được rồi. Lắm. Bà yên tâm. Tôi sẽ tìm một thằng nô khác cho... Ây dồi. Lại đau à? Úi dồi ôi. Tôi sẽ tìm cho bà một thằng nô khác. Tìm ở đâu được mà tìm? Có bạn đầy. Chỉ sợ không có tiền thôi. Còn có tiền thì đây. Nói thì giữ cái mồm. Tôi sẽ tìm thằng khác. Không phải tìm thằng khác đâu. Thế lấy đâu ra? Đây. Úi dồi. Úi dồi ôi. Tùng môn. Ông bà. Con đi rồi. Mà con nghĩ nó lại không đành. Con nghĩ đến cái lúc mà ông đói. Ai bưng cơm cho ông? Ông khát. Ai pha nước cho ông uống? Rồi ai chăm chim cho ông? Còn lo cho ông quá là con lại phải quay về ông ạ. Mày đừng có điêu. Không có mày chăm chim cho ông thì đã có bà chăm chim cho ông. Bà chăm đợt nào bà trẻ bóp nó tí chết. Tao bóp nó bao giờ? À không, mày đừng có mà điêu nhá. Bà nhớ tay. Mày đi rồi mày lại quay về hả con? Vâng. Con lo cho ông. Đúng rồi. Thế bây giờ thì mày lại cút đi con. Cút. Ấy ông, ai lại dùng cái từ cút nghe nó nặng lè, nó quá đả mà nó nặng quá không ạ? Tông bà nhỉ? Mày. Thế không dùng từ cút thì dùng từ gì? À. Nói một cái gì cho nó nhẹ nhàng thôi. À. Con quan tâm đến ông như thế mà ông lại bảo cái từ cút nghe nó có nặng quá không? Bà xem bà có cái từ gì nó nhẹ nhẹ, bà cho nó đi. Xéo. 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 Không cút thì xéo. Bà ơi, con run mà xéo mãi cũng quằn. Con xéo rồi thì lấy ai là người bê nước cho bà rửa chân? Lấy ai là người chăm nom cho ông bà? Ông bà đừng có đuổi con như thế. Tội con lắm. Này, tội lắm à? Thế lúc mà mày chửi ông bà, nhẻo cái mồm, mày chửi cả tông ti họ hàng nhà ông bà lên. Thì sao lúc đấy mày không thương ông bà đi? Mày không thấy tội đi à? Dạ thưa ông, là lúc đấy là tại vì là vì cái thằng ấy con định sang nhà bên con làm mà con nông nổi, con nghĩ nó không chín chắn là ông bà tha cho con. Mày hối hận rồi đúng không? Con hối hận rồi ông mày bà. Mày đi đâu mà lại được tử tế như mày ở nhà ông bà hả? Bà thấy không? Thằng này là nó có cái tính là nó đứng núi này, nó lại trông núi nọ. Con không có đứng núi này trông núi nọ. Mày mà... tham. Chắc mày lại nghe hơi nổi chỗ ở đâu. Mày sang nhà người ta, người ta trả cho mày cao hơn. Nên là mày muốn cút đi chứ gì, mày đi luôn. Mày đi luôn đi, mày về đây làm gì, đi luôn đi. Ông ơi, con lạy ông, con lạy bà. Con biết sai rồi. Ông bà đuổi con bây giờ thì Tết này con biết ăn Tết ở đâu ạ? Kệ mày. Mày ăn ở đâu đấy là việc của mày. Bà ơi, con xin bà. Được rồi. Bà tha cho con, ông tha cho con. Được rồi, ông nói cho mày biết nhé. Bỏ ngay cái tính đứng núi này trông núi nọ đi nhá. Không ở đâu mà có cái người chủ nó lại tử tế như ông như bà đấy đâu nhá. Mày chừa chưa con? Con chừa rồi. Mày ở đây với ông bà, ông bà đối xử tốt với mày. Bà mày còn nói với ông là thôi cái thằng nô đấy nó ngoan ngoãn, nó chăm chỉ thì có khi là tìm cho nó lấy một cô vợ. Cái tông môn nhà mày, bọn tao đối xử với mày như thế mà mày nỡ lòng nào mà chửi cả tổng cả họ nhà tao lên là thế nào? Con biết là con sai rồi. Con nông nổi. Ông tha cho con. Nhưng mà tại ông ấy, nhiều lúc ông cứ đổ oan cho con. Tao đổ oan cho mày cái gì hả? Nó nói đúng chứ cần gì nữa. Tao bà, tôi đổ cho nó cái gì hả? Thì ông chả đổ oan cho nó cái nửa miếng giò đấy còn gì.
ông bảo là nó ăn, có vẻ nó đâu, tồi ẩn. Đấy, đấy nhé, cuối cùng này, tất cả mọi cái chuyện này thì nó lại xảy ra là từ bà. Không phải là từ tôi, mà là từ ông đấy. Tại sao lại từ ai bảo là cái thái độ của ông, ai bảo là ông lén pha lén pháng với cả con sen. Tôi ghét con sen, nên là tôi cứ đổ điêu trên thế đấy, để cho là dòng chửa cái thói đi nhá. Bà buồn cười nhỉ, cái việc mà tôi quan tâm đến con sen cũng giống như bà quan tâm đến thằng Nô thôi. Cái kiểu của tôi nó khác, tôi quan tâm thằng Nô là tôi coi nó như con dai trong nhà thì... Còn ông nhá, là cái kiểu của ông khác. Đấy, đấy, bà cứ thế bảo sao. Tôi cũng quan tâm tới người ăn kẻ ở, để cho người ta đây này, như cái thằng này này, mình có quan tâm tới nó, mình có yêu thương nó thật lòng thì nó đi rồi mà nó còn quay lại, đúng không? Mày chừa chưa? Mày ngộ ra chưa con? Con ngộ ra rồi, con chừa rồi. Chừa chưa? Dạ rồi ạ. Thôi mày ngồi xuống đây, bà bảo. Ngồi đây. Này, uống chén nước đi. Con uống đi bà cho. Con xin. Mày nhớ uống nhé. Uống đi. Thôi, để tôi nói chuyện với nó. Bà bảo này. Đấy. Ông bà thương mày lắm đấy. Coi mày như con trong nhà đấy. Mày nghĩ đi. Cái áo mày mặc ở trên người, miếng cơm hàng ngày mày ăn là ai cho mày? Ông bà cho mày chứ còn ai cho mày. Thế mà mày nỡ lòng nào mày bỏ ông bà mày đi. Mày chửi cả tông ty họ hàng nhà ông bà. Thế mà bây giờ mày còn mặt mũi nào mày về đây mày nhìn ông bà không? Bà giận mày đấy. Bà đừng có mắng con biết sai rồi bà. Thôi. Sao bị chảy nước đấy. Nhưng mà... Thôi. Thằng này. Đứng dậy. Ông ơi, con xin ông đừng đuổi con này. Mày đuổi nó. Ô hay, có ai đuổi nó đâu. Mày đứng dậy. Đứng dậy. Mày chuẩn bị cùng ông ra chuồng lợn. Bắt con lợn. Mổ thịt để cả nhà mình chuẩn bị. Đón Tết.